sử dụng sự hài lòng của khách hàng và truyền thông mạng để mở rộng ảnh hưởng thị trường, từ đó đảm bảo tăng trưởng kinh doanh và có lãi. Hãy nhớ rằng phía trên chỉ là những gợi ý nhằm mang lại cảm hứng, hy vọng đã cho bạn những ý tưởng mới mẻ. Anh ơi, ui sợ vãi. Đi xuống cái kiểu gì thế hả? Tôi không biết đấy. Nhưng mà thành phố khoản nó đi xuống kiểu gì nữa bảo đố biết.